Dạ vâng, em Trinh Trang RD chào mừng toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc quay trở lại với kênh test và giới thiệu tất cả các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke hàng bãi cao cấp của Trinh Trang RD. Thì trước màn hình các bác của anh chị em đang theo dõi hôm nay, em Trinh Trang test và giới thiệu cái cặp loa JBL với model MP215. Các bác của anh chị em lưu ý là model MP215, một trong những model loa hàng bãi của hãng JBL sản xuất tại Mỹ và đang có tại Trinh Trang RD với một tình trạng là loa còn zin bản và rất đẹp các bác của anh chị em nhé. Độ mới là trên 96%, zin bản 100%, hàng đang có tại Trinh Trang RD và xin giới thiệu với các bác của anh chị em sơ qua về cái thiết kế cái model của cái cặp loa này. Thì như các bác của anh chị em đang theo dõi trước màn hình, đó là cái cặp loa được hãng thiết kế là cái hệ thống thùng rất dày dặn, thùng gỗ rất dày dặn và bọc bên ngoài là nước lỉ rất đẹp, và chiếc màng loa bát và loa tép là được bảo vệ một cái lớp lưới sắt rất chắc chắn cho các bác của anh chị em yên tâm khi sử dụng từ các gia đình phòng hát hoặc là sử dụng tổ chức vào các cái sự kiện sân khấu ngoài trời, vận chuyển một cách an toàn và chắc chắn. Thì với cái thiết kế của cặp loa này là hãng thiết kế là loa full 2 đường tiếng, một bát 40, một tép kèn, và cái cặp loa này thì có cái trở kháng là 8 ohm và công suất cực đại lên tới 1000W các bác của anh chị em nhé. Với một cái chất âm các bác của anh chị em yên tâm để phối ghép nghe tất cả các thể loại nhạc cũng như là hát karaoke với cái chất âm là đặc trưng của dòng JBL, bass trầm sâu mềm, trung âm sáng và tiếng tép thì tí tách nghe keng bay rất xa. Khi các bác của anh chị em phối ghép thì rất dễ phối ghép, và ở cái video này em test phối ghép cùng với một chiếc Omni PA203 Panama, một trong những model Omni hiện đang cũng có tại Trinh Trang nó đi với số lượng rất nhiều. Thì các bác của anh chị em có nhu cầu thì xin mời các bác của anh chị em liên hệ trực tiếp em qua địa chỉ trên Trinh Trang RD, địa chỉ quốc lộ 38 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0977578955, ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác của anh chị em lưu ý là cái cặp loa này là cái độ mới là còn tới trên 96% nhé, và đang có tại Trinh Trang Audio đi bán ra với cái giá là 15 triệu đến 15 triệu rưỡi. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì vào tham khảo thêm, và có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để được sở hữu cặp loa này. Và ngay sau bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke cho các bác cùng anh chị em tham khảo thêm về cái chất âm khi hát karaoke, và có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu. Với một cái cấu hình em phối ghép rất đơn giản thôi, sử dụng một cặp loa JBL và một chiếc Omni Jungwoo PA203 Panama hàng bãi được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc, và một bộ mic Apparel với cái chất âm mộc mà rất hay các bác của anh chị em nhé. Cái tiếng bass trầm sâu, tiếng trung âm sáng và tiếng tép tí tách ngang càng rất hay. Em đứng trước loa em test với một cái khoảng cách là khoảng 1 mét các bác của anh chị em nhé, không rít không rú gì. Em test thử một đoạn karaoke Hà Lam Đất Mẹ Anh Hùng, xin mời các bác của anh chị em cùng lắng nghe. Rất
rất chi là đơn giản thôi, chỉ với một cấu hình là một cặp loa JBL với model là MP215, hàng bãi VIP được sản xuất tại Mỹ và phối ghép với một chiếc Sony Dangua PA203 ba la mã, và cuối cùng một bộ mic F Pro hàng mic full shop mới. Và với cái cặp loa này em bán ra với cái giá là 15 triệu đến 15 triệu rưỡi các bác của anh chị em nhé. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì xin mời các bác của anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên, Trinh Trang Outlet, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757189. Em ship hàng toàn quốc theo cầu. Cái cặp loa này thì em bao zin 100% và bao còn đẹp tới 96%. Các bác của anh chị em nhé. Xin cảm ơn toàn thể các bác của anh chị em đã vào xem cái video của em, và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em vào các video clip gần đây nhất. Em Trinh Trang Oretest và giới thiệu các sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke hàng vải từ bình dân cao cấp. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em vào các video clip gần đây nhất. Em Trinh Trang Oretest.